Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin xúc động cho cảnh nghèo của quán quân Việt Nam Next Top Model 2016 Ngọc. Rất nhiều khán giả đã xúc động khi biết gia cảnh nghèo khó khăn của quán quân Next Top Model Ngọc Châu, khi bố thì mất sớm, mẹ ở phải nuôi ba người con và cũng bị đau ốm thường xuyên liên miên. Ngọc Châu sinh năm 1994, đến từ Tây Ninh, đã gây ấn tượng với ban giám khảo ngay từ vòng casting nhờ đôi chân dài miên man và số đo ba vòng hoàn hảo. Theo ban tổ chức, gia cảnh nhà Ngọc Châu khó khăn và không được như nhiều gia đình các thí sinh khác. Bố Ngọc Châu mất lúc cô mới 6 tuổi, mẹ Ngọc Châu đã phải một mình đứng lên bươn trải nuôi ba đứa con. Đến nay khi người chị đã đi làm ở huyện, Châu đang là sinh viên năm thứ tư, em trai là sinh viên trường sĩ quan lục quân. Hiện gia đình đã bớt vất vả hơn, gia đình chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp và canh tác. Ngọc Châu kể, thầy đi học, cô có thời gian đi diễn đồ án cho các bạn sinh viên và không nhận kết C. Làm tất cả vì chỉ đam mê, vì chương học quá nặng trong 3 năm đầu. Năm cuối học kỳ, chương trình học đã giãn trải hơn nên Ngọc Châu đã quyết định thử sức với Next Top Model. Ngọc Châu rất thương và lo cho mẹ, vì giờ đây mẹ cô đang bị đau dạ dày khá nặng. Khi biết cô tham gia cuộc thi Next Top Model, mẹ đã rất lo lắng cho cô, bởi sợ cô tham gia vào một môi trường có quá nhiều tai tiếng và sự phức tạp. Tuy nhiên vì niềm đam mê và muốn tự khẳng định bản thân mình, Ngọc Châu vẫn nhất quyết tham gia cuộc thi và giờ đây cô cảm thấy hạnh phúc, nhẹ lòng khi đã giành chiến thắng và chứng tỏ sự chín chắn, chọn đúng con đường mình đi. 21 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2016, đêm chung kết Việt Nam Next Top Model 2016 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của MC Tùng Leo. Ngoài hầu của chương trình là người mẫu Thanh Hằng, thành phần ban giám khảo còn có sự hiện diện của nhiều ảnh gia, Samo Hoàng và giám đốc sáng tạo Hà Độ. Đêm chung kết diễn ra với sự tranh tài của top 4 thí sinh là La Thanh Thanh, Thùy Trang, Ngọc Châu và Hy Quang. Trong đó thí sinh Minh Phong nhờ sự bình chọn của khán giả được quay trở lại đêm chung kết. Cả năm thí sinh đã có phần thi trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Triện. Sau phần thi này, hai thí sinh bị loại vào top 3, lọt bước tiếp để giành ngôi vị quán quân gồm La Thanh Thanh, Hy Quang và Ngọc Châu. Tại phần thi của top 3, giám khảo Hà Độ đã nhận xét về Ngọc Châu. Ngọc Châu, tôi tưởng em đã đóng được vai Thúy Kiều, nhưng hôm nay em đã chứng minh mình xứng đáng là người mẫu chuyên nghiệp. Còn với giám khảo Thanh Hằng thì nói, Ngọc Châu sẽ là người mẫu thành công nếu cân bằng được người mẫu High Fashion và người mẫu thương mại. Mùa thứ 7 của Việt Nam Next Top Model đã có sự đột phá khi đưa ra chủ đề phá bỏ mọi giới hạn. Những người mẫu có chiều cao khiêm tốn cũng được góp mặt, đặc biệt thí sinh cao 1m55 Thanh Thanh được đánh giá tốt. Tuy nhiên cô chỉ lọt vào top 3 của cuộc thi mà không giành được ngôi vị quán quân như nhiều khán giả kỳ vọng năm nay. Chương trình sẽ phá vỡ giới hạn. Ngọc Châu tôi xứng đáng là quán quân hơn là Thanh Thanh. Vừa qua La Thanh Thanh ở đêm chung kết Ngọc Châu giành ngôi vị quán quân Việt Nam Next Top Model mùa 7. Cô sinh năm 1994, cao 1m74, đến từ Tây Ninh. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh. Chị khá một màu trong hành trình suốt 11 tập thi. Nhiều người cho rằng chiến thắng của chị không thuyết phục, chị nghĩ sao? Đó có thể là ý kiến hiện tại, nhưng chắc chắn với vị trí ngày hôm nay và sau này mọi người sẽ thấy một Ngọc Châu hoàn toàn khác, đa màu sắc hơn. Đến hôm nay, ban giám khảo cũng nhìn thấy sự cố gắng và thay đổi trong tôi khá nhiều. Tôi tin sau này bản thân có thể thay đổi đa dạng hơn. La Thanh Thanh thể hiện khá tốt trong đêm chung kết, nhưng ban giám khảo là người quyết định. Không chỉ dựa vào một đêm thi mà cả hành trình, tôi tin vào quyết định của ban giám khảo và thấy rằng mình xứng đáng hơn La Thanh Thanh trong thời điểm này. Trước chung kết, nhiều người dự đoán La Thanh Thanh sẽ là quán quân, tuy nhiên chị lại là người chiến thắng. Theo chị, Thanh Thanh thiếu yếu tố nào? Tôi hài lòng vào phần trình diễn của mình. Lên sân khấu, tôi đã thực hiện rất tốt và không gặp khó khăn gì. Tôi nghĩ mình đã làm tốt những gì mà bản thân dự tính từ trước. La Thanh Thanh thực sự thể hiện rất tốt, nhưng ban giám khảo chấm điểm dựa vào hai phần thi chụp ảnh, cách quát. Họ đã cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi gặp nhiều áp lực nhưng tôi tin nếu cố gắng thật nhiều, thay đổi mỗi ngày, khán giả sẽ dần chấp nhận Ngọc Châu. Lý do gì để ban giám khảo giữ chị đến phút cuối? Ban giám khảo thấy được sự nỗ lực của tôi. Ngọc Châu ở thời điểm hiện tại đã rất khác với Ngọc Châu trong ngày đầu casting. Ban giám khảo nhìn thấy nỗ lực thí sinh nên giữ tôi đến đêm chung kết. Đến với cuộc thi, mọi thứ đều khó khăn với tôi vì bản thân không biết tạo dáng High Fashion, không biết điều khiển ánh mắt. Những gì tôi làm được ở thời điểm này, có thể thấy bản thân đã hoàn thiện từng ngày. Đến với chương trình mang chủ đề phá bỏ mọi giới hạn, chị đã thay đổi như thế nào? Tôi vượt qua được bản thân mình. Những mùa trước tôi đã không dám casting vì nghĩ mình không thể vượt qua những thử thách trong chương trình. Năm nay khi nghe chủ đề phá bỏ mọi giới hạn, tôi nhận cảm thấy nó là hợp với mình. Ngay từ thử thách đầu tiên cách quát trên không, tôi rất sợ, nhưng đã vượt qua.
Những thứ thách sau là chụp hình dưới nước, chụp với động vật. Tôi không biết bơi, nhưng vẫn cố gắng kiềm hãm được nỗi sợ nước, sợ động vật, đó hoàn thành tốt thử thách. Vậy nên tôi nghĩ mình đã phá bỏ được những nỗi sợ. Trên trường Việt Nam Next Top Model bị cho là ngày càng nhạt, quán quân Hương Ly sau một năm đăng quang vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc biệt, chỉ có lo ngại bản thân rơi vào trường hợp tương tự. Tôi không nghĩ như vậy. Khi đưa ra một chủ đề riêng của từng mùa thi, ban tổ chức đã cân nhắc kỹ từ đầu cho đến hết chặng đường. Tôi nghĩ chương trình vẫn dành sự quan tâm đúng mức cho tất cả các thí sinh, chứ không ưu tiên ai đó. Tôi là tôi, chị Hương Ly là chị Hương Ly. Mọi người có hướng đi khác nhau, và tôi nhạt nhòa hay tỏa sáng, hãy theo dõi tôi trong thời gian tới, mọi người sẽ biết. Chỉ cần cải thiện những khuyết điểm gì để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Trong những tập đầu, ban giám khảo nhắc nhở tôi về biểu cảm. Đôi mắt tôi quá buồn khi về nhà chung. Tôi đã rèn luyện trước gương để biểu cảm sắc nét hơn, cái nhìn sâu hơn và thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc. Khi giám khảo nhận xét cơ môi của tôi yếu quá, tôi tự luyện cơ môi. Tôi sẽ luyện tập từng cơ mặt của mình để phù hợp các tiêu chí khắt khe của thị trường thời trang.